Xin chào các anh chị khách hàng, các nhà đầu tư cùng các bạn đang theo dõi kênh youtube của Tâm. Clip này Tâm sẽ cập nhật cho anh chị cái thông tin dự án hút xây dựng Hà Nội, DTA, Thành Hưng, Ecosun ở thời điểm hiện tại. Và chia sẻ một số cái quan điểm về cái chu kỳ cơn sóng bất động sản sắp tới và những cái vấn đề liên quan đi sâu vào cái việc là rất nhiều anh chị comment cái clip của Tâm hôm qua về việc những anh chị Việt Kiều liệu có thể có một cái làn sóng, một dòng tiền mới và nhiều để tham gia vào thị trường trong khoảng tháng 7, tháng 8 tức là quý 3 của 2024 này là không. Và đầu tiên Tâm sẽ cập nhật dự án khu đô thị Long Thọ Phước An cho anh chị nắm. Thì hôm nay tâm sẽ cập nhật uh, thông tin trực tiếp vào cái khu vực này xã Phước An và Long Thọ chứ không uh, đi lang mang ở Nhân Trạch nữa nếu mà clip Nhân Trạch thì tâm sẽ đâu đó một hai tuần tâm sẽ cập nhật uh, thông tin một lần và nếu anh chị muốn uh, cập nhật thông tin uh, thực tế diễn biến của thị trường gần nhất thì anh chị xem cái clip uh, cập nhật về Nhân Trạch cách đây đâu đó khoảng 1 tuần thì hiện tại là khu vực uh, khu đô thị Long Thọ Phước An đang hưởng rất là nhiều cái tin tốt và đây là những cái tin mà không phải là những cái tin tin tốt mà người ta tung ra hay là để mà tự mình viết ra được anh chị. Đây là những tin tốt mà đã được kiểm chứng và đang được thực hiện luôn rồi anh chị. Ví dụ như là anh chị đều biết là cái khu hút xây dựng Hà Nội thì có cái tuyến đường Lê Hồng Phong là làm đâu đó vào thời điểm thông xe à, thông thông tuyến đường nối dài vào khoảng đầu năm đúng không ạ cái tuyến đường Lê Hồng Phong này thực sự là nó khơi thông cái dự án hút mà bao lâu nay khoảng gần 20 năm nay là nó, nó gọi là bế tắc và nó gần như là nó cụt đến chị và nó không tạo được một cái, cái 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 mà tâm xét về cái góc độ mà không xét về cái góc độ dự án mà phủ dân cư gì cả mình xét về góc độ phong thủy thôi thì một tuyến đường mà nó bị cụt mà trong khi đó là một tuyến đường chính thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng hết sức là xấu tới cái khu vực dự án và đó cũng là lý do mà đâu đó khoảng 20 năm dự án hút đặc biệt nhóm 2 nhóm 3 cái khu vực không thông ấy là gần như là không có một căn nhà nào. Bây giờ thì chỉ được có đâu đó khoảng 3 4 căn. Và hiện tại thì nó cũng đang rất là trống. Tuy nhiên là khi Lê Hồng Phong làm anh chị anh chị biết là tuyến đường Lê Hồng Phong ấy nó sẽ kết nối trực tiếp vào Trường Trinh lên cái nút giao của cao tốc Bến Lức Long Thành và cái tuyến đường Trường Trinh đi cầu cảng Phước An cũng như là khu công nghiệp hậu cần cảng Phước An ngay khu vực này anh chị. Thì từ đó là anh chị thấy là cái dự án hút gần như là nó được khơi thông cái dòng chảy, khơi thông cái sinh khí lên và chắc chắn là trong thời gian tới là sẽ có những ngôi nhà mới được xây dựng và những cái cơ sở kinh doanh để phục vụ cho cái hậu cần khu công nghiệp hậu cần cảng và nhờ, gọi là các cái dịch vụ kèm theo để uh, hỗ trợ cho cái các cái ngành nghề như là logistics uh, kho xưởng bến bãi này thì tất cả trong này nó cũng có quy hoạch cho anh chị rồi các cái uh, dịch vụ khách sạn quán cơm quán ăn đó tất cả là đều sẽ được hình thành và tuy nhiên không phải là tâm chia sẻ không phải là cái khu vực này kết nối là hút hưởng lợi không đâu nhưng mà hút là coi như là đang bế tắc thì hưởng lợi lớn nhất chứ thực tế là cái khu ngã năm long thọ này khu này tâm chia sẻ nhiều với anh chị khu này sẽ đang và sắp tới nó cũng sẽ cực là đông cực kỳ là đông nên rất nhiều anh chị nhà đầu tư thì cũng quan tâm khu vực này tất nhiên không thể quan tâm bằng khu vực hút xây dựng hà nội được bởi vì bên này đất nó rẻ và thậm chí nó chỉ bằng đâu đó là 5 60 phần trăm so với đất ở bên khu vực này tức là nó đâu đó một nửa hơn một nửa thôi đơn giá anh chị nó rất là rẻ thành ra là nhà đầu tư cũng thích đầu tư vào những cái dự án một phần năm trăm mà sổ cá nhân như là hút xây dựng Hà Nội Thành Hưng DTA và Ecosun và anh chị biết là hiện tại là còn có một cái thông tin mà mấy hôm nay là rất nhiều nhà đầu tư là đang đi tìm và các cái chủ của các cái cơ sở kinh doanh mà thường là đi kèm các cái trường đại học hay khu công nghiệp ấy họ cũng đi tìm vào cái khu vực mà đang thi công cái phần hàng rào khuôn viên của dự án đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh cơ sở đồng nai và cụ thể nó nằm ở xã phước an huyện nhân trạch khu vực này anh chị thì rõ ràng đây là những thông tin cực tốt cho cái khu vực này, một khu vực có thể coi là một khu vực chết trong khoảng 15 20 năm vừa qua mà bây giờ thì gần như là hạ tầng gọi là hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nó đều đang có cái xu hướng mọc lên và đang mọc lên. Thì anh chị thấy là khu vực này rõ ràng là một cơ hội tiềm năng với những cái đơn giá nó chỉ loanh quanh 9 cho đến 12 triệu. Và cập nhật cái thông tin của hút xây dựng Hà Nội hiện tại Thực ra là có vài dự án nữa nhưng mà Tâm cứ gọi tắt nó quen là HUD xây dựng Hà Nội đấy Thì hiện tại thì nó có chậm lại nha anh chị Bởi vì anh chị biết là giá của nó liên tục tăng trong thời gian sau Tết Thì chắc chắn nó phải có thời gian để nó tích lũy Nó gọi là cái giá của nó là được hấp thu thẩm thấu đi anh chị Chứ nó không thể mà tăng mái Và đây là một cái điều hết sức hợp lý Và nó nên như vậy anh chị Và hiện tại Thị trường thì Cái lượng giao dịch có chậm lại Tuy nhiên là cái giá nó vẫn đang neo ở mức cao Thậm chí là rất nhiều Chủ đất Thì vẫn chào lên Và cá biệt có một số vị trí Đã chào về đỉnh luôn anh chị Thì theo cá nhân tâm Nếu mà giá nó lên Cái lượng cầu nó chậm lại thì đây là một cái cơ hội để anh chị mình đi quan sát đi tham khảo và đi lựa những cái sản phẩm nào đó mà những người chủ mà người ta có ý định bán mà thậm chí là thiện chí bán với cái giá thị trường hay là thấp hơn thị trường tâm vấn khuyên anh chị là nên mua thấp hơn thị trường thì anh chị có thể mua vào và cái việc mà cung cái nguồn cung mà bây giờ nó ít nó nhỏ giọt, cực kỳ là nhỏ giọt nha anh chị. Nhiều anh chị không đến trực tiếp và không hỏi cảm nhận sản phẩm thì không nắm rõ thôi chứ thực sự là giá của khu vực này nó sau Tết thì nó tăng đâu đó bình quân là 25 30%. Tất nhiên vẫn có những cái dòng sản phẩm hiện tại vẫn cách đỉnh đâu đó 20%, 25%. Nên anh chị hoàn toàn có thể tìm kiếm những cái dòng sản phẩm đó và tâm cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Thì cái nguồn cung giá cao này thì rõ ràng là nó cần cái thời gian để cho cái lực cầu nó chấp nhận mức giá đó. Nên cái việc hiện tại là giao dịch nó chậm là đúng, nhưng mà cứ lô nào mà giá nó hợp lý hay là thấp hơn một xíu là đều bán được ngay nha anh chị. Và cái việc mà anh chị mà xuống tiền thời điểm này thì tâm nghĩ anh chị nên đầu tư có tầm nhìn 2 năm trở lên 2 năm cho đến dài hạn thì tâm cho rằng khu vực này nó sẽ tăng liên tục bởi vì nó đã bước vào chân sóng rồi và nó có cái tín hiệu rõ ràng rồi thì anh chị mua là anh chị không phải lo lắng gì cả và nó sẽ tăng liên tục cho tới 2030 là hoàn toàn khả thi Tuy nhiên là tâm vẫn khuyên anh chị là mình không ăn trọn chu kỳ mà thường là khi mà nó đạt đỉnh hay là cái tốc độ mà nó mà tăng tốc độ cao ấy nó gần đạt đỉnh ấy thì anh chị cũng có thể là cơ cấu bán ra thì hiện tại là khu vực này cũng như nhân trạch đang thừa hưởng rất nhiều cái hạ tầng về xây dựng và cái điểm rơi của nó và tâm nói anh chị rồi kể cả sân bay nữa cầu cảng phước an tất cả đều rơi vào vành đai ba à, bến lức long thành à, các cái tuyến đường à, nội bộ của nhân trạch như là Lê Hồng Phong Nối Dài thì khoảng 2025 uh, 25B, 25C Rồi các cái tuyến đường uh, bên trong nhân trạch Thì nó cũng đang tiếp tục được xây dựng hoàn thiện Để nó tạo một cái cơ sở hạ tầng tốt Cho cái việc các chủ đầu tư cũng như các uh, doanh nghiệp Nước ngoài người ta có thể chọn được Ví dụ như Bình Dương anh chị thấy Nó làm hạ tầng BKMX làm rất là quyết liệt Trong cái giai đoạn cách đây khoảng tầm 10 15, 20 năm, 20 năm anh chị. Cái giai đoạn mà bắt đầu của các khu công nghiệp Bình Dương. Và Nhân Trạch đã có những cái quy hoạch như vậy rồi. Bây giờ chỉ cần mình đầu tư hạ tầng và mình kêu gọi các chủ đầu tư vào, các cái doanh nghiệp khác vào. Thì rõ ràng đó là một cái, cái điều nên làm và hạ tầng của Nhân Trạch đang được thúc đẩy rất là mạnh. Thậm chí là những cây cầu mà đã hai ba chục năm nay như cắt lái cũng đang được tích cực đưa ra phương án để mình thực thi. anh chị và cái điểm rơi hạ tầng 2026 27 tâm nghĩ đó là một giai đoạn để anh chị hoàn toàn có thể chốt lợi nhuận. Và lúc đó anh chị sẽ đạt được mức lợi nhuận cao. Tất nhiên đó là dự báo của Tâm và anh chị xem đó là một thông tin tham khảo. Và nó có cơ sở chứ không phải là mình nói lụi được anh chị. Và anh chị biết là cái khu vực này là cái khách trong thời gian khoảng độ 10 ngày vừa qua thì cái tỷ lệ khách Hà Nội và những người Việt Kiều ấy quan tâm là rất là nhiều và thậm chí là nhiều nhất. Còn giai đoạn trước thì rất là nhiều khách hàng từ cá nhân cho đến các cái người là chuyên mua bán bất động sản họ cũng đã mua thu gom thành ra là cái nguồn cung của nó đã ít mà còn càng nhỏ giọt nữa thành ra là giá nó sẽ lên nhanh như vậy nhưng mà nó vẫn còn cách đỉnh và tâm cho rằng cái điểm mà nó có thể vây đỉnh nhé. Là khoảng quý 3 quý 4 của 2024 là nó hoàn toàn có khả năng nha anh chị. Bởi những cái yếu tố sau và chủ yếu nó đến từ cái việc mà ngoài cái động lực tăng trưởng của dự án cũng như động lực tăng trưởng của huyện Nhân Trạch. và những cái công trình hạ tầng xung quanh ấy thì nó còn đến từ cái việc là luật đất đai nó thực thi vào ngày 1 tháng 7 2024. Thì lúc đó anh chị biết là cái nguồn cung đất nền mà đặc biệt là các cái loại dự án 1 phần 500 ấy thì càng ngày càng khó, càng ngày càng hiếm. Và thậm chí tâm nói là để bán đất dự án 1 phần 500 là gần như là không thể để mà bán đất mà ra sổ cá nhân ấy, ở thời điểm hiện tại. Ấy, là gần như không thể, anh chị chỉ thấy nó, cái loại đất này ở cái loại đất đấu giá, thứ hai là cái loại tái định cư. Thì anh chị mới thấy cái cái loại đất có tỷ lệ này và nó ra được sổ. Đó. chứ còn đất dự án một phần năm trăm mà chủ đầu tư lập ra thì bây giờ gần như không thể anh chị và bắt buộc phải phát triển đô thị nhà ở hoàn chỉnh thành ra là những cái sản phẩm như hút xây dựng hà nội ấy. thì ở nhân trạch cũng chỉ có nó thôi mới ra được sổ thôi khu vực này thôi và nó đã làm lâu rồi cách đây 10 năm trở xuống trở về 20 năm thì mới ra được chứ còn thời điểm hiện tại anh chị biết toàn ra sổ chủ đầu tư hoặc là phải phát triển nhà ở bây giờ ra sổ chủ đầu tư cũng khó rồi gần như không được luôn tức là loại nhà ở hình thành tương lai anh chị mà phải là chủ đầu tư có tiềm lực phát triển khu đô thị hoàn chỉnh mà còn phải chứng minh tài chính nữa anh chị mà còn không được huy động vốn ban đầu lớn nên thành ra là những cái chủ đầu tư mà được chọn ấy, họ sẽ phải làm đô thị rất chuẩn chỉnh và có tiềm lực và không để những cái đô thị bỏ hoang nữa tức là họ có tiền họ làm hoàn chỉnh chứ không như là giai đoạn trước mà phát triển những cái đô thị mà bỏ không ấy là từ đó anh chị thấy là cái nguồn cung đất nền mà dạng một phần năm trăm mà sổ cá nhân là gần như không thể mà tâm nói rồi cái dự án 1 phần 500 và cái sổ riêng đất nền như thế này á là một cái xu hướng của tương lai, cái xu hướng của quy hoạch đô thị. Còn những cái đất dân ấy, là nó có những cái rủi ro nhất định và những cái công tác quy hoạch sau này anh chị ở nó đông như các cái đô thị ở trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh các quận như là Gò Vấp, Bình Tân. Bình Thạnh thì anh chị mới thấy được những cái cảnh hai xe tránh nhau này, hẻm nhỏ này của đất dân này, ngập lụt này hệ thống hạ tầng kỹ thuật một khi mà sửa chữa rất là khó và ở nhân trạch thì ngoài cái rìa hùng vương lý thái tổ thì tâm nói là phần lớn bên trong là được quy hoạch hạ tầng rất là tốt đó là một cái điều mà anh chị phải hết sức lưu ý sau này là những cái đô cái cái, cái loại đất mà đường nhỏ hẻm nhỏ thậm chí các cái công tác phòng cháy chữa cháy nó còn không đáp ứng được và thậm chí người ta có thể quy hoạch lại để làm làm các cái đô thị hoặc làm chung cư nha anh chị đó là cái điều mà tâm nói anh chị mua dự án một phần năm trăm mà có sổ cá nhân á, là một loại tài sản cực kỳ quý hiếm và quý giá để anh chị để cho cái cái thế hệ sau của mình cũng được và còn lợi nhuận thì khỏi phải bàn nếu mà anh chị đầu tư góc độ dài hạn chứ còn những cái việc sóng lên sóng xuống dập dành á, thì tâm không nói và anh chị biết một điều nữa đó chính là các cái đô thị loại 2 loại 3 cũng như đô thị đặc biệt là không được phân lô tách thửa nữa thì anh chị thấy cái nguồn cung dự án đã không không làm được đã khó đa mà nguồn cung phân lô tách thửa mà nó còn cấm nữa thì anh chị thấy cái nguồn cung để đáp ứng các cái sản phẩm đáp ứng cho nhà đầu tư là gần như là không có rất là ít họ chỉ loanh quanh được những cái sản phẩm căn hộ hoặc sản phẩm nhà phố thành phẩm đô thị thôi và kể cả cái đó cũng cần chủ đầu tư có uy tín và tiềm lực thành ra là không như giai đoạn trước các chủ đầu tư là tay không bắt giặc anh chị biết chỉ cần xí được chủ trương dự án xí được đất thôi là họ huy động được từ cả bên khách cả bên ngân hàng để họ làm cái dự án gần như tay không bắt giặc nếu anh chị làm các cái dự án mà anh chị bán là anh chị biết ngay phần lớn sổ nằm trong ngân hàng chứ đâu thành ra bây giờ rất nhiều chủ đầu tư là một là nợ tiền sử dụng đất hai là đang cầm cố thành ra là sổ không ra được cho khách hàng và khi mà có biến động như là năm 2022 thì 2023 thì anh chị biết các chủ đầu tư đó mới, 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 mới vỡ, vỡ nợ ra anh chị mới vớ lé ra mới thấy được là họ nợ như thế nào Novaland là nợ tỷ lệ nợ là anh chị gấp 4 lần vốn chủ sở hữu anh chị thấy nhưng mà giờ nó cũng đã thoát đang tái cơ cấu và cũng đã chắc cũng chia chia nhỏ trong đó rồi thành ra bây giờ là các dự án của Nova cũng đang được tái khởi động đó cũng là một tín hiệu rất tốt cho thị trường anh chị và anh chị thấy nghe qua là anh chị thấy cái nguồn cung nó hiếm cái nào mà chưa kể là khi cái luật đất đai vào mà tâm chia sẻ là hôm qua là cái lượng tiền của việt kiều đổ về chắc chắn là sẽ có một lượng kiều lượng việt kiều người ta đưa một cái dòng tiền mới vào thị trường nó có thể là dàn trải trên nhiều loại sản phẩm nhưng mà tâm chia sẻ rồi là việt kiều là chủ yếu là việt kiều mỹ mà việt kiều mỹ chủ yếu là ở miền nam và Việt Kiều ở miền Bắc chủ yếu là Đông Âu Đó là trừ một số những anh chị mà trùm tay to rồi Thì là làm bên chủ đầu tư Họ quá là thông minh rồi Mình không nói Còn những anh chị mà Việt Kiều mà nhỏ nhỏ lẻ tẻ Thì họ đầu tư dàn trải từ Bắc vào Nam luôn Có cả Cái này thì Tâm đã tiếp xúc và làm việc với họ Nên Tâm biết những sản phẩm họ đầu tư như thế nào luôn Còn phía Nam ấy Thì những anh chị này mới là những anh chị mà có nguồn lực Việt Kiều gọi là kiểu hối lớn nhất, cực kỳ lớn, phải gấp mấy lần ở ngoài kia và họ đưa tiền về thì họ sẽ không bao giờ mua ở ngoài miền Bắc, cái này là anh chị biết và tí tâm nói thêm và cái cái việc là mình đang nói về cái cái dòng tiền việt kiều cũng như là dòng tiền đang gửi tiết kiệm ở trong hệ thống ngân hàng cộng với cái áp lực tâm lý gửi tiết kiệm lãi suất thấp nguyên nguồn cung hạn chế nữa bây giờ anh chị nói có giá bất động sản để mà giảm lại là cực kỳ khó trừ khi có chiến tranh ở Việt Nam anh chị mà điều này thì rất là khó trong nói trừ khi cái bất ổn nó cực kỳ lớn thôi chứ còn không mà để bây giờ mà thị trường mà giá giảm lại. một là bất ổn hai là bị tỷ giá quá áp lực mà ngân hàng nhà nước phải tăng lãi suất một cách đột biến mà điều đó là Tâm nói là cũng gần như là không thể bởi vì anh chị biết là kinh tế nó bắt đầu có những cái dấu hiệu hồi phục và chính phủ tha để lạm phát. Chứ khó mà tăng lãi suất mạnh được. Cùng lắm là những cái công cụ để mình hút bớt thanh khoản, phát hành tín phiếu anh chị để điều 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 phối tỷ giá và nó có nâng thì cũng là nhẹ thôi. Thành ra là cái việc tiền rẻ và lạm phát bây giờ là nó rõ ràng lắm rồi. Anh chị cầm tiền còn khá là rủi ro. Còn nếu anh chị nào không tin đấy hay đi comment trên clip tâm á thì anh chị cứ giữ tiền đi đó bởi vì rất nhiều anh chị cứ nhảy ra nhảy vô comment comment thì phải là thiện trí mình uh, phân tích mình nói cho nó ra ra chứ mình không thể mà cứ nói chung chung rồi comment cho có để uh, tiêu cực được bởi vì giai đoạn này là nó khác anh chị anh chị cứ cầm tiền đi là anh chị sẽ thấy chỉ còn hai ba năm thôi là nó đã có những cái 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 sự mất giá mà anh chị cầm tiền bây giờ thậm chí là giai đoạn này mà một số chuyên gia còn nhận định nó thuộc sắp tới là giai đoạn siêu lạm phát thì nên nếu anh chị nào mà đã mua đất ở khu vực uh, hút xây dựng Hà Nội hay là bất kỳ các cái dự án bất động sản nào tiềm năng ở cả nước hay là khu vực Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh thì anh chị cố gắng mình giữ hàng nếu mà anh chị không vay mượn gì cả còn nếu anh chị có cơ hội tốt hơn thì tâm vẫn cho rằng anh chị tái cơ cấu chuyển thì vẫn hợp lý thôi đó là chiến lược của mỗi người mà xoay vòng chốt lời theo giai đoạn thì anh chị cứ bán bớt hay là anh chị có công việc kinh doanh mà nó cần tiền thì anh chị cũng bán bớt bằng chứng là rất nhiều trong thời gian vừa qua thì cũng có người bán thì bán có lượng cung thì mới có những cái người cầu người ta mua vào và giá nó mới tăng được anh chị nhưng mà cầu đang mạnh hơn cung rất rất nhiều Và tâm thấy thì mấy anh chị Hà Nội ấy, Họ thường rất nhanh nhạy thông tin anh chị Đặc biệt là họ hay đi theo hội nhóm Anh chị cứ để ý là thấy Và cái việc mà Tâm nói không không hơi quá Nhưng mà anh chị thông cảm đó là Những người Hà Nội họ đánh hơi được Cái khu vực tiềm năng Cái chính sách Cũng như là như, như cái dòng tiền Việt Kiều ấy, Họ sẽ đổ về á thì họ sẽ vợ chủ yếu là mua thì 99% những người Việt Kiều ở miền Nam này, họ sẽ mua bất động sản ở khu vực miền Nam và đặc biệt là Đông Nam Bộ thì anh chị biết là miền Tây là nó có những cái hạn chế nhất định rồi kể cả về hiện tại về hạ tầng cũng như là thổ nhưỡng về rất nhiều yếu tố ngập mặn nước nước biển này, dân này, đó thì thành ra là Đông Nam Bộ là một lựa chọn gần như là tiền sẽ đổ vào khu vực này nhiều nhất và chiếm tỷ lệ lớn thì không giá bất động sản mà không lên mới lạ tâm nói như vậy để anh chị nào mà nghe những clip mà chưa sâu ấy, thì mình có thể tham khảo thêm thực ra là cái việc mà khi mà có dự thảo ấy, tâm biết là cái dòng tiền cho những người việt kiều về mua ấy, thì tâm đã biết họ mua khu vực miền nam này rồi nhưng mà mình cũng chưa chia sẻ nhiều bởi vì anh chị biết giai đoạn đó là thị trường nó cũng tương đối là trầm lắng nhiều thông tin rất là gọi là tiêu cực nên mình cũng không thể mà mình mình chia sẻ như vậy thì nói lùa gà lên đúng không nhưng mà thực ra là giai đoạn đó là các cái khách hàng mà đầu tư mà quen á, và những cái người Việt Kiều mà Tâm đã chia sẻ rất nhiều trong giai đoạn đầu và giữa 2023 á, là họ đã đang thu gom nữa nhưng mà giai đoạn đó thì cũng nhiều người biết nhưng mà cũng không có tiền để vào đó anh chị và anh chị biết là người miền Nam thì họ sẽ không mua bất động sản ở ngoài Bắc nhiều đâu. Đó chỉ là một tỷ lệ những người gốc Bắc hình như thế nào thôi. Chứ còn nếu mà để mua ấy, thì thực sự là cực kỳ khó. Họ không thể sống được ở ngoài miền Bắc anh chị. Người Bắc vào Nam thì được. Chứ còn người Nam mà ra Bắc rất khó sống. Tâm là sinh sống ở cả ba miền Nam Bắc rồi. Trung Nam Bắc luôn anh chị. Nên Tâm hiểu và thấy rõ cái sự khác biệt về văn hóa cũng như là anh chị biết là khác biệt về lịch sử nó rất là lớn. Mình không có ý mình nói là nó chia rẽ ba miền nhưng mà thực sự cái văn hóa và cái phong cách sống của ba miền nó khác nhau hoàn toàn. Và đặc biệt là người miền Nam thì họ không thích ra ngoài đó đâu. Đó là điều chắc chắn. Thì đó là những cái chia sẻ của Tâm là những anh chị nào mà đã, đã mua được bất động sản mà đặc biệt là trong giai đoạn này và trước đó thì anh chị nên giữ và mình cũng không khuyên mà dạng như là mình nói là những anh chủ anh chị chủ là không bán ra. Vì bởi vì bán không bán ra thì không có hàng mà để ráp cho những người khách mua mà hiện tại là những khách mua đặt hàng thì cũng tương đối là nhiều. Họ chỉ đợi giá hợp lý thôi. Nhưng mà mình vẫn quan điểm là thị trường như thế nào thì mình sẽ cập nhật như thế đó và việc mua bán ra hay không là việc của những anh chị chủ thì anh chị có gửi bán thì anh chị cứ đưa xá số tờ số thửa hoặc anh chị chụp sổ gửi zalo cho tâm tâm sẽ báo giá thị trường và cái giá mà ráp nhanh được để cho anh chị mình có thể thanh khoản và xử lý để làm công việc khác chứ còn lượng khách thì tâm đã có sẵn thì mình cứ cập nhật thông tin thị trường mình thị trường trầm lắng mình nói trầm lắng mà thị trường đang có lực cầu thị trường sôi động thì mình sẽ nói sôi động để cho những anh chị nào mà đã theo dõi và đã quan tâm tới cái dự án này thì mình sẽ cập nhật thông tin nó đúng những gì trên thị trường nó đang xảy ra và tâm cũng khuyên như vậy và những cái tiềm năng những cái 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 yếu tố nó tác động tới giá bất động sản sắp tới nó tăng như vậy nhưng mà tâm cũng không thể mà kêu anh chị là mua đi rồi tất tay đi bởi vì anh chị cũng biết nó cũng có những cái rủi ro biến động về chính trị cũng như là lãi suất mà anh chị phải chú ý chứ không hoàn toàn là 100% được. Nhưng mà cá nhân tâm thì nếu mà trên quan điểm khách quan mà tâm nhìn nhận ấy thì cơ sở thắng để mua giai đoạn này là phải 80 90%. Đó là theo nhận định cá nhân. Thì đó là nhận định của tâm chứ còn của anh chị thì anh chị nghe anh chị tham khảo và anh chị tự quyết định. Và tâm cũng nói không phải riêng khu vực hút xây dựng Hà Nội đâu còn rất nhiều khu vực tiềm năng ở khu vực đông nam bộ và hiện tại đang thu hút đầu tư fdi cũng như là phát triển các khu công nghiệp cũng như là các chủ đầu tư lớn về phát triển các khu đô thị tâm nói vậy là anh chị cũng hiểu khu nào để anh chị mình thêm lựa chọn chứ không phải là mình bán khu vực này là mình nói anh chị vào mua khu vực này không đâu nhưng mà khu vực này thì rõ ràng nó đang có những cái thông tin hưởng lợi những cái cơ sở cái nền giá để nó bứt phá Đấy, anh chị biết này, anh chị nhìn như thế này là anh chị thấy thôi. Đây là sân bay này. Đây là cầu cảng Phước An và hệ thống cảng Cái Mép, Dây Thị Vải này. Phía dưới đây thôi, đó. Bên này là vành đai 3 đi làm là đang làm trang sang đây này, cầu đang sắp nối nhịp này, anh chị thấy không? Đây là cao tốc bên Lức Long Thành này. Đây là đường 319 nối dài Trường trên xuống cầu cảng Phước An này, anh chị thấy. Đây Lê Hồng Phong nối dài đang hoàn thiện. Tất cả khu công nghiệp hậu cần cảng sắp xây ở đây nữa thì anh chị thấy rõ ràng nó đã hưởng lợi rất nhiều yếu tố và đó cũng là lý do mà tâm tập trung vào khu này đó và thời điểm này thì rõ ràng là tâm thấy nó vẫn dễ dàng cho cả bên mua và bên bán ai cũng có cơ sở để mình ra quyết định và nằm trong cái tính toán và việc mua hay bán là nó đều đều có cơ sở cả đó là quyết định của anh chị nhưng mà theo cá nhân tâm thì giữ là vẫn tốt nhất còn giá của khu vực này thì hiện tại là vẫn neo ở mức cao và mức giá thị trường mà đã xác lập. Chứ nó không không giảm anh chị bởi vì lượng công anh chị thấy là chỉ có một vài sản phẩm thôi. Mỗi loại hình chỉ đâu đó khoảng 7 đến 10 sản phẩm đang rao bán thôi anh chị. Kể cả nhà phố liền kề nhà vườn thì anh chị đều thấy là nó có một lượng sản phẩm tương đối là giới hạn. Tất nhiên là giá lên thì những anh chị người mua người ta cũng sẽ phải quan sát và tính toán kỹ hơn. Nhưng mà anh chị thấy cái, cái thông tin tốt nó cứ ra liên tục. Và không phải là thông tin nữa mà là thực thi luôn rồi. Ví dụ cái trường đại học này nó làm là nó đang làm luôn rồi. Thì cũng mất khoảng 2-3 năm thì nó sẽ hoàn thiện thôi. <laughs> và giá hiện tại tâm cập nhập qua cho anh chị để mình nắm. Vì mặt tiền bây giờ là những cái tuyến đường Lê Hồng Phong này, Huỳnh Thúc Kháng này, giá ráp giao dịch ấy, thì đâu đó nó khoảng như Huỳnh Thúc Kháng khoảng 2 tỷ 3, 2 tỷ 4. Nhưng mà giá chào phải 2 tỷ 7, 2 tỷ 65. Còn đường Lê Hồng Phong ấy, giá giao dịch cũng đâu đó khoảng 25, 26. Nhưng mà giá chào bây giờ cũng khoảng 275, 28. Nghĩa là nó đâu đó cách đỉnh cũng khoảng tầm 15 đến 18% nữa cho hai tuyến đường này như vậy là những anh chị nào mà mua 2021 2022 thì cũng gần về bờ rồi nhé còn uh, Nguyễn Văn Cừ đây là một dòng sản phẩm hợp đồng anh chị phải xây nhà thành ra là cái thanh khoản của nó kém gần như nó không có giao dịch tâm nói vậy luôn cho anh chị dễ hình dung và giá bán hiện tại là giá chào đâu đó khoảng 23 nhưng mà cũng rất là khó giao dịch và giá ráp tâm nghĩ nếu mà hợp đồng mà anh chị mua xây nhà lên thì, thì anh chị giữ đất cũng được nhưng mà giá mà ráp được khoảng 20 21 hợp đồng này rất kén chọn anh chị bây giờ là anh chị đầu tư là cứ sổ cầm cho nó chắc bởi vì anh chị xây nhà xong nó còn chưa ra sổ mà thành ra là rất khó như hút chín cũng vậy pháp lý cũng chuẩn chỉnh nhưng mà anh chị mua sang hợp đồng thì anh chị phải xây dựng ngay nhà đóng tiền xây dựng ngay nhà cho bên chủ đầu tư đơn vị của chủ đầu tư người ta xây thì cái giá của nó rẻ chỉ có loanh quanh 700 một nền thì cái nào nó cũng có đánh đổi DTA cũng vậy anh chị mua thì anh chị phải xây nhà ngay thành ra là nó giá đất nền 100 m của cái khu bên trong DTA này cũng 700 thôi còn Thăng Long Hom Hiệp Phước ngoài đây thì nó có sổ rồi thì nó thanh khoản tương đối là tốt còn nhà vườn thì bây giờ là bình quân là khoảng 9 triệu 3 đến 9 triệu rưỡi cho đường 12 m còn các vị trí đẹp bên trong đường 16 thì cũng chào 11 12 rồi những cái đường song song Lê Hồng Phong á còn những cái tuyến đường một xe các thì nó sẽ cao hơn nó đâu đó loanh quanh 13 14 15 tùy người chủ và tùy vị trí nó đẹp nó sát Lê Hồng Phong thì giá trị nó càng cao bởi vì nó kinh doanh được mình chỉ tuyến đường 16 m còn à, mặt tiền Lê Hồng Phong nhà vườn thì chào đâu đó khoảng 24 nhưng mà giá này thì tâm thấy nó cũng cứng còn à, biệt thự xây dựng Hà Nội thì giá loanh quanh ở khoảng nó là diện tích lớn 510 m loanh quanh từ 7 triệu 8, 8, triệu là một mức giá nói chung là cũng phù hợp còn nhà phố một loại hình đã tăng giá rất tốt trong thời gian vừa rồi bởi vì tâm nói rồi nó là loại hình giảm sâu nhất sở hữu với những anh chị là mình không nói ấy nhưng mà những anh chị là tầm tài chính nó phù hợp và nó số đông thành ra là khi giảm hay là khi tăng ấy thì nó cũng tương tự và nó chạy trước thì bây giờ là anh chị để mua một nền nhà phố 90 100 m thì cũng phải bỏ ra đâu đó một từ mức 1 tỷ 2 cho đến 1 tỷ bốn tùy vị trí nó gần khu dân cư hay không nữa thì tâm vấn khuyên anh chị rồi mua đất nền ở khu vực khu xây dựng hà nội thì cố gắng mua những vị trí đẹp gần dân cư và cố gắng mua những vị trí đường lớn góc đó hay là mặt tiền thì khi mà thị trường nó lên ấy thì anh chị sẽ thấy thị trường nó sôi động ấy anh chị sẽ thấy những sản phẩm đó nó có giá cao hơn và bán dễ hơn so với những sản phẩm bên trong sâu cuối như ở hút anh chị mua nhóm 1 nhóm 4 này khu vực này, này, nó có dân cư và đường nó thông thoáng đường 26m này này. xây dựng Hà Nội anh chị mua quanh cái đơn vị 1 và nửa của đơn vị 2 từ đây lên thì chắc chắn nó dễ thanh khoản hơn và những vị trí mặt sau bám sát các tuyến đường lớn 26m Lê Hồng Phong Nguyễn Văn Cử và Huỳnh Túc Kháng và tiếp theo là những sản phẩm liền kề đây là một dòng sản phẩm đẹp và nó phù hợp nó vừa có cái diện tích cũng như là tầm tiền nó chỉ nhích hơn nhà phố một xíu nhưng mà nó có những lợi thế về diện tích và quy cách của thiết kế lô như là ngang 6 ngang 7 mét nó sẽ đẹp hơn hẳn 5 mét và giá trị hơn nhiều thì anh chị nào mua được những sản phẩm liền kề như vậy mà thậm chí là đường lớn ấy, thì sau này anh chị rất là dễ thanh khoản những cái lúc thị trường sốt ấy, thì giá của những cái vị trí như vậy nó sẽ đẩy lên tương đối là cao so với những vị trí khác Lúc đó người ta mua bằng cảm xúc Tâm nói rồi Khi mà thị trường sốt Những vị trí góc, những vị trí đẹp Người ta mua bằng cảm xúc Thành ra người ta trả thêm đâu đó là 10-15% là rất bình thường anh chị Và liền kề thì tâm nói Nếu anh chị mà ra vùng ven mua Trừ khi anh chị tài chính mình không đủ Thì mình cứ lấy nhà phố Còn nếu anh chị mà tài chính tốt Anh chị lấy liền kề Và đặc biệt là nhà vườn Cái loại ngang 12-15m Thì nó cực kỳ là đẹp và anh chị thiết kế được cả nhà cả vườn nó rất là, là là, là là xu hướng anh chị sau này anh chị để mà mua được những cái vị trí nhà vườn đấy những cái diện tích mà từ hai trăm rưỡi ba trăm mét ấy, là cực kỳ khó bởi vì hiện tại đơn giá nó chỉ loanh quanh 9 đến 11 12 triệu thì anh chị có thể mua được chứ sau này là cực kỳ khó và tâm nói luôn là thế hệ sau này để mà mua bất động sản trừ khi họ phải là những người mà gọi là giỏi ấy thì họ mới có khả năng cạnh tranh và mua được thôi. Con thế hệ con cái của anh chị mà đang nhỏ, đang đi học ấy. chứ còn sau này là phần lớn là gia đình giờ sẽ để lại đất cho con cái thôi, để lại bất động sản thôi. Tất nhiên là mình sẽ để một cách như thế nào đó nó hợp lý, chứ không phải là mình mình cho. nhưng mà đó là một cái kiểu mà anh chị phải xác định là sau này cái khoảng cách tranh lệch cũng như là cái thu nhập ấy, nó không thể mà theo kịp cái giá bất động sản được. và Thông cũng cập nhật qua cho anh chị nắm rồi Và cái giá của liên kế ấy, Thì hiện tại là nó loanh quanh Từ 11 triệu nếu diện tích khoảng 175 đến 200 mét Còn loại trăm rưỡi Thì nó đâu đó cũng khoảng 11 triệu Còn loại trăm hai và loại trăm 40 mét ấy, ngang 6 ngang 7 mét ấy, thì loanh quanh từ 12 13 14 triệu tùy vị trí tùy đường 12 mét hay 16 mét hay là 26 mét và nếu anh chị thấy clip này có giá trị với mình thì ủng hộ tâm một lượt like, một lượt đăng ký. Và nếu anh chị có nhu cầu ký gửi bất động sản tại đây thì cứ inbox giao lô cho tâm theo số điện thoại 0901 385 928. Cảm ơn anh chị theo dõi.